hai nữ dân biểu gốc việt trâm nguyễn và stephanie murphy vừa giành được chiến thắng trong cuộc đua giành thêm nhiệm kỳ nữa lần lượt tại tiểu bang massachusetts và florida Nữ luật sư Trâm, người từng là di dân tị nạn chiến tranh Việt Nam, đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Jeff Dufour trong cuộc đua giành ghế dân biểu Hạ viện tiểu bang Massachusetts, địa hạt 18 Essex District, hôm 3 tháng 11 để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Bà Trâm, dân biểu gốc Việt đầu tiên của Massachusetts, đắc cử lần đầu vào Hạ viện tiểu bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Dân biểu châm người được Tổng thống Barack Obama ủng hộ năm 2018 được Pat trích lời nói sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ hôm 3 tháng 11 rằng bà cảm thấy nhún nhường và vinh dự khi những cử tri của địa hạt 18 Essex District đã quyết định rằng họ muốn bà phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Trước đó, trong ngày 3 tháng 11, ngày chính thức bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, bà Stephanie, một cựu thuyền nhân Việt Nam, tái đắc cử chức dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ tại địa hạt bầu cử số 7 của bang Florida. Bà Stephanie có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung đã làm nên lịch sử hồi năm 2016 khi trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ sau khi đánh bại một dân biểu Đảng Cộng Hòa kỳ cựu sau 20 năm tại chức. Bà Stephanie, người được gia đình đưa đến Mỹ bằng con đường vượt biển lúc vài tháng tuổi, hôm 3 tháng 11 đã đánh bại hai đối thủ là ông Leo Valentin của Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên độc lập William Garlington để giành nhiệm kỳ dân biểu trong Quốc hội Mỹ lần thứ ba.